Nếu bạn muốn mua Robux cực kỳ nhanh chóng, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Tại đây, shop hiện tại là đang có Robux Group, Robux chính hãng và Robux 120 giờ. Và shop có nhiều ưu đãi nữa như là top nạp nào đó, các bạn chỉ cần đứng top nạp và các bạn bấm vào phần thưởng đó, bạn thấy chưa? Là tháng sau các bạn sẽ nhận được như đây phần thưởng tương ứng với lại top mà các bạn nạp vào tháng này. Đó, là vậy thì các bạn có thể vào và ủng hộ shop nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn ha. Ui các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa? Chào mừng các bạn đến với channel của mình là đi đây, và hôm nay thì mình sẽ đại chiến cái thuyền ma cho các bạn coi nha. Đây đây cái thuyền ma nha các bạn. Thì hiện tại là mình đang vẫn còn gọi là render cái clip các bạn nên hơi lắc á. Ui các bạn thấy chưa, thuyền ma nè. Ôi bắn đạn pháo các bạn. Ui cái thuyền ma đánh đạn pháo nha, god ship nè các bạn thấy chưa. Đó cái thuyền ma đó. Ui ê à, luôn set bam cái. Ủa các bạn thấy hơi lắc thì các bạn thông cảm cho mình ha, tại hiện tại mình đang còn render clip trước các bạn. Trời giật kìa, trời ơi lắc quá trời ơi. Đó, để mình giảm cấu hình xuống bớt nha các bạn, cho đỡ lắc. Rồi được rồi đó, đỡ lắc vậy quánh được rồi nè. Rồi go đi quánh thiền ma thôi các bạn ơi. Ôi đại chiến thiền ma đã vậy ta. Wow, ủa bạn nhìn, ủa lắc, trời ơi cái sóng thần, cái thiền ma này bao nhiêu máu tải á. Tải á, cái gì một khúc máu rồi. Ui bắn này, trời ơi bạn nhìn kìa. Ủa bắn pháo ghê, một phát nửa cây máu thuyền luôn. Cây này 7.5 triệu máu nha bạn, cái thuyền ma 7.5 triệu máu ngang với lại du biển nha. Thuyền ma 7.5 triệu máu ngang với du biển. Ui nè nè, mày có mấy bộ xương trên này nè. Ủa bạn nhìn nè, có mấy bộ xương trên này nha, có mấy bộ xương đứng trên này bắn nè, mày thấy không nè, có những bộ xương ma trên này bắn nè. Ui ô ai á, ai chưa bạn tí kìa, ai chưa bạc ti kìa. Ui có những thuyền ma á bạn ơi. Wow, có bạn chưa bạc ti, có những con ma đứng trên thuyền bắn luôn à. Ồ quá trời ma luôn, mấy con bộ xương các bạn đứng ở trên thuyền bắn xuống kìa. Đây bạn này chưa ly nè, để mời bạn đó vô bạc ti đã. Bạn nào chưa bạc ti vô bạc ti hết nha, quá đau á, đau quá. Rồi thuyền này mạnh hơn cả du biển nhiều luôn nhá bạn, mạnh hơn rất là nhiều luôn á, thực sự. Ui đã quá vậy, thuyền ma này hay quá à. Các bạn không, cái thuyền ma là cái phần hay nhất của bản cập nhật lần này đó bạn, hay vãi luôn á. Vô mọi người, vô. Ôi cái thuyền ma cái đẹp quá ha, các bạn nhìn thuyền ma nè. Ủa thuyền tách rứa luôn đó bạn, cái thuyền bị rách luôn nè, đó phải không. Mình nghĩ mình đứng như này quánh thôi mà quánh đau quá bạn ơi. Các bạn nhìn kìa, cái thuyền này bắn của mình có một hit là nửa cây, bắn hai hit là mình toang luôn á. Thứ hai hit là toang, nhớ bạn. Xài mấy cái trái mà đánh xa ra thì sẽ ngon hơn là cầm, như mình nghĩ là sẽ xài mấy trái như là Pika hay Magma sẽ ngon hơn nữa bạn ơi, ngon hơn là tới gần đánh giống du biển ha, chứ giống du biển là khá là lỗ á, thực sự là vậy. Rồi thì giống như thì mình nghe nói là khi mà đánh xong mình đọc admin á, khi các bạn đánh xong cái thuyền ma này á sẽ rớt ra mấy cái quà nhớ mày, mấy cái rương á, thì mấy cái rương đó các bạn phải dùng cái bong bóng á, các bạn lặn xuống mới đánh được nhớ mày, mới lượm được cái lỗ. Ui dạ, trời ơi mới lao tới. Ui bể chưa, mới lao. Ui bể chưa, mới lao tới nè, ăn một trái bom gần nửa cây máu rồi. Vãi thực sự, cái gì vậy. Bình tĩnh mình cho các bạn coi tàu ma này ha, coi toàn cảnh tàu ma này đẹp không đã. Đó bạn thấy nha, đó các bạn thấy chưa. Ui cái gì, ui cái gì vậy, ui vãi cái gì vậy. Hay vậy. Cái thiền ma làm gì các bạn? Tự nhiên cái thiền ma nó nổ cái gì đó kìa. Ui vãi thật sự. Hay vậy? Ủa ra boss gì nữa vậy? Rồi biết bơm ra nữa chứ. Trời ơi biết bơm ra luôn kìa các bạn ơi. Hay à. Ui ôi đau quá bạn ơi, cái thuyền này đánh lâu quá. Các bạn phải xài mấy trái đánh xa như mình nói á, giống Mika hay là Magu là sẽ gọi là đỉnh hơn ha, sẽ gọi là ổn hơn, chứ thuyền ma này mạnh lắm đó. Đó trên các bạn thấy không, có mấy con skeleton á, cái bộ xương á sẽ đứng bắn ở trên nè. Rồi xong mình bật hai kia lên thấy nguyên một cái cục hình vuông vậy. Ủa cái gì vậy, ủa cái gì đau vậy, cái này giống cũng Mỹ Hạnh quá ha, giống chiêu của Mi Hót ghê chứ. Bạn kia xài bao hợp lý nè, đó bao thì đánh thuyền này ngon nè, theo mình là vậy luôn á, phải đánh từ xa mới được nhé bạn, mạnh vãi luôn ha. Ôi mạnh hơn du biển nhiều luôn á, du biển là các bạn có thể chịu được ít nhất là
có mấy phút luôn nha bạn, các bạn có thể chịu được mấy phút luôn. Còn cái thuyền này các bạn ra chỉ cần ăn hai hít củ chế bơ của bơ bơ các bạn đó, bắn ăn trúng hai viên đạn là đi, hai viên đạn là đi. Trời trời đau thật sự. Nó có ship các bạn nha. Ôi 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 quay kìa bạn, ôi thuyền quay kìa. Ui 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 quay bắn mình hay sao á, tính bắn mình hay gì á. Ui cố lên mọi người ơi, cố lên. Đó các bạn lên thuyền là auto bị mất máu luôn nha. Đó đó, bị lên thuyền là mấy bạn sẽ bị dính cái này nè. Ui lên thuyền là auto dính cái đó mất máu luôn á, đau vãi. Ôi cái này được các bạn. Ôi khói, ui khói đánh thuyền ma ngon vậy, khói đánh thuyền ma ngon nha bạn. Có bạn thấy không, mấy bộ xương nè, đó mấy bộ xương đứng trên bắn nè. Ui khói đánh thuyền ma ngon nha các bạn, nhìn bực quê mình, bực quê mình leo vô cái kìa, một đống đam luôn. Ơi được á, được á, được á, từ từ từ, còn như máu vậy, còn như máu vậy, sao đi xa vậy, vụ thuyền ma đi xa vậy. Đâu đây. Ui còn tí máu nữa mày, xong rồi mình sẽ đổi qua cái kia nhá mày, mình sẽ đổi qua cái bong bóng á, để mình đây mình chạy vô thẳng luôn các bạn coi nè. Ủa bạn nhìn coi đám nè, tôi đám vô, tôi vô giật đám đảo quá rồi tan rồi. Ui giật đám đã vãi luôn á. ngon hay quá rồi đi tiếp thôi. Tới tiếp tục còn tí máu là các bạn phải đổi qua cái kia liền nhá mày. Đây giờ chắc mình đổi trước được rồi đó, tại vì các bạn đánh từ dưới nước lên thì dễ hơn nhá mày, sẽ đỡ mất máu hơn. Đây mình lặn xuống nha, đó bạn nhìn nè, nếu mà các bạn đánh từ dưới nước lên á thì mình nghĩ là đỡ bị quánh trúng hơn, chứ mấy bạn mà đánh từ chân không xuống á dễ bị gì lắm. Ủa vẫn bắn mình kìa đúng không, mình thấy mấy viên đạn vừa mới bay qua mình á đó. Đó mấy viên đạn đó mày, rồi mình đứng dưới nước mình quánh lên nha. Ồ vừa mất máu nha mày, vừa mất máu nhiều lắm, chỉ còn vô trong là mất máu à. Lặn xuống bớt chỉ còn vô trong là mất máu à. Đó bay vô, ôi nhìn kìa trời ơi đau quá à. Đó các bạn xài PK hay là ấy á, trời ấy á, ui bắn xuống các bạn, bắn xuống. Ôi các bạn chỉ cần xài PK hay là mang của bạn đứng dưới nước này nè là bá luôn á thực sự, hay là mấy cái trái như bao này đánh xa cũng được. Ôi chung ấy á, ui mạnh quá trời, mạnh vãi thực sự. Ủa nhìn cái này nhiều đau mắt quá bạn ơi, thực sự cái này hơi đau mắt tí đó, nhưng không sao, để ráng lụm rương nhá mày, chỉ có lụm rương là hết thôi, là mình sẽ gì được, ráng lên tiêu diệt xong rồi lụm rương thử coi. Rồi sắp tan rồi nè các bạn, sắp tan rồi nè, để coi nhận được cái gì nha, sắp tan rồi kìa, tiêu diệt hay ngồi rồi. Có gì dưới không? Ủa thuyền chìm đó mày, à rớt mấy cái rương nữa mày. Mấy cái rương level 1 nha, mấy cái rương level 1. Ui quá trời quà luôn, ui quá trời item luôn nữa bạn. Ủa vậy là mỗi người lượm riêng hay là lượm chung ta? À mỗi người một rương riêng các bạn ơi, quá trời rương luôn. Ui đã vãi, mỗi người một rương nha bạn, mỗi người một rương riêng không sao hết. Từ rương này mình lượm chưa nè, rương bên này. Ủa cái kia không phải, từ có 4 rương thôi nha bạn, như có 4 rương thôi. 2. Ủa hết rồi nè. Ở chìm. Ủa hết rồi bạn ơi, hết rồi. Vậy là 4 rương. Tổng cộng là có 4 rương, hình như là mình lượm được 2 rương là mình có quà ở bạn, mình có được mấy cái item á. 2 rương là mình có item. Đây rương này không có nè, rương này có không? Rương này không có nè. Đó mình mấy bạn nghe cái tiếng mở rương không? Là mấy người kia đang mở á. Vậy là mỗi người là lượm rương cho riêng chứ không có gì hết ha. Rồi mình có item là gì đây? Ui cái gì truyền ma nữa mày. À đây hai cái rồi được hai item nè, được hai item mà 4 rương mà được có hai item ta. Rồi giờ mình bỏ ra nhá bạn, nhìn đau mắt quá à. Bỏ ra rồi xả này đỡ ha. Rồi bây giờ là cái đầu tiên là cái incommon đó bạn, 150 hết nè, 150 máu và 3% đam cho sword là cái con mắt, cái bịt mắt với lại một cái redo godship. Ui cái này là giảm đam từ cái thiền ma đó bạn, cái này giảm đam từ thiền ma nè, 15% đam rare, giảm 15% đam từ slab là canon nữa bạn, ở 15% với lại một cái là bịt mắt, một bịt mắt để mình coi cho bạn coi nha. Đây cái dây chuyền là sẽ nằm như vậy đó bạn thấy nha, cái dây chuyền là sẽ nằm ngay cái người nè. Ui cái dây chuyền đầu lâu nhìn đẹp quá chứ. Rồi giờ có bịt mắt coi,
Bịt mắt thì mình qua bên vậy thôi. Giống hải tặc đó bạn, giống hải tặc á. Mình đánh này không biết có nhận hoài không bạn. Hồi nãy là mình không được nhận gì luôn á, như mình không đủ đam hay sao á. Hình như mình không đủ đam hay sao bạn, mình đánh không có. Ôi, sao mình mặc hai cái được luôn nè. Ui, ủa gì vậy? Hình như mình mặc hai cái được luôn á. Chấm hỏi. Mà nhìn bịt mắt dữ đi. Rồi reset. Rồi, vậy là xong cái thuyền ma cho bạn coi rồi ha. Thì cái thuyền ma là như vậy đó bạn ơi. Ôi từ từ, giờ bỏ cái mắt lại đã, đang xài cái kia giảm đam ngon hơn chứ. Vậy là thuyền ma sẽ rớt ra 4 cái rương level 1 các bạn, 4 cái rương như level 1 á. Thì sẽ gọi là hên xui rớt mấy cái item, tại vì tổng cộng tới 8 item lận mà bạn, đúng không? 8 item lận. Nên mình nghĩ là mốt mình sẽ đánh rớt ra tiếp cho bạn coi tiếp, coi item gì rớt ra nữa ha. Đó là vậy. Rồi, thôi mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây ha. Thì hồi nãy như là mình đánh không đủ đam các bạn, nên mình không có biết là cái thuyền được nhận cái gì á. Tại vì mình xài cái trái khói này đánh được cái chiêu V ngon các bạn, nhưng mà chiêu V thì lao vô mất máu lẹ quá. Phải không? Mất máu đúng lẹ luôn. Chỉ có mấy bạn xài như là trái Magu nè, hay là trái Pika các bạn đánh từ xa đó thì sẽ ngon hơn. Đánh cái thuyền này sẽ ngon hơn nhiều. Tại tàu cho bạn coi ha. Lần này là từ từ đã, để mình gọi là mình siêu tầm hết tất cả những món limited đã. Thực sự mình phải kiếm gấp luôn á chứ đừng có như Halloween nha, thật sự. Cái Halloween là mình nản lắm rồi đó. Tới giờ là hết sự kiện rồi mình còn chưa ra được cái hàm của du biển các bạn thấy không? Xui lắm. Rồi. Đi thôi. Để coi coi cái shop có bán Magu hay không. Bay. Wow. Ui, nhưng mà các bạn thấy cái chiêu V này không? Lăn lên thuyền đam nhảy đã ha. Mấy hít nhảy liên tục luôn, đã thiệt. Nhưng mà bay màu nhanh lắm các bạn ơi. Bay màu lẹ thiệt. Rồi, Magu đâu? Bán không? Ồ hết bán rồi bạn ơi, hồi nãy mình mới thấy bán á. Ủa hết bán rồi. Vậy chắc mình sẽ đi random hay là xin mọi người ở chỉ Magu thôi bạn ơi. Chứ giờ không có rồi. Rồi, thôi chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn đã thấy hay á thì cho mình xin một like và subscribe kênh của mình ha, để mình có động lực làm những clip hay nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye. Ây nha, cái huynh đệ đừng có xem chùa nữa đó mà. Thấy hay thì nhớ bấm like đi, đừng có xem chùa nha. Bấm like và một subscribe cho ngọ, để ngọ sớm lấy được 100k sub nào. Chị hiên.